alo em mình đi check cái bài này nhá cái bài này thì uh, anh có xem qua thì dựng cũng tương đối ổn có một số cái vị trí mà mình cần phải cân nhắc đấy thì bây giờ mình cứ đi lần lượt từng cái nhá bây giờ về cái phần uh, check từng cái model đi bây giờ này cái mặt bếp này thì anh thấy nó rất là to nếu mà em làm đá nhân tạo và em làm tại chỗ thì còn được chứ còn nếu mà em làm ở xưởng mà em mang lên thì không bao giờ có cái loại kiểu như này không thể có được bởi vì nó rất là dài và rộng cái này em cũng sẽ phải phân tách giống như ở cái phần bếp của em nha mình sẽ phải phân tách ví dụ như là các cái phần góc này mình lấy một tấm này bên này mình cũng phải ngắt tấm ngắt ở vị trí nào đấy, ví dụ như ở các cái phần như này nó cũng bị chênh cốt đúng không thì mình cũng sẽ phải ngắt đấy mình sẽ phải ngắt cái này để cho nó hợp lý hơn về cái việc thi công chứ còn ở đây thì mình vẽ như thế này thôi rất là khó để có thể làm được một cái tấm nó to như này nhá đấy là về cái phần nhìn thấy rõ này đấy nhà mặt bếp thì về thiết kế thì anh thấy không có vấn đề gì có những cái tay nắm này thì anh thấy nó hơi to ấy. tay nắm thì hơi to vị trí này à, cái bên cái cánh cửa bên này thì anh thấy là nếu mà thiết kế thì nó cùng với cái phần tức là cái cách mở nó như thế này thì nó sẽ hay hơn À, cái cách mở này thì à, tức là nếu mà về cấu tạo thì chả vấn đề gì nhưng mà về sử dụng thì nó không ổn lắm khi mà em mở cái cánh này lên thì nó sẽ ở cái cao độ của cái tầm trên này khi ở cao độ này thì cái việc với nó rất là khó đây ví dụ như ở đây mình có thể đo sơ bộ thì nó khoảng hai m hai đúng không hai m hai thì rất là khó để với và nhất là việc mình cầm vào cái phần cánh tủ này để mình kéo nó xuống thì nó càng khó hơn nhá <laughs> Đấy là Một cái sơ bộ ở đằng trước Bây giờ anh sẽ ẩn <laughs> Anh sẽ ẩn những cái phần này đi nhá Để mình nói thêm các phần bên trong Cái phần mà em sử dụng thiết bị Thì bắt buộc em phải check nhá. Bây giờ anh đi check thì nó sẽ rất là mất thời gian Bởi vì các cái này Mình phải xem kích thước đúng không? Thế thì ví dụ như cái phần này Thì anh thấy là Bây giờ thì như là nó có Đây là không biết lò nướng hay máy rửa bát Đâu Bật cái phần này của em lên xem nào Tổng thể Cái vị trí ấy, em ghi là cái gì Máy rửa bát Ờ à, máy rửa bát thì anh thấy là Bây giờ nó cũng có những cái model Mà nó có kích thước nhỏ à, Nó rẻ hơn Nhưng mà kích thước nhỏ à, Thì vẫn có thể để kiểu như thế này được còn bình thường thì anh thấy bây giờ anh bình thường anh thấy máy rửa bát nó cũng khá là lớn tức là mình sẽ không có cái phần đế này được mà mình sẽ phải để cả xuống dưới nhá đấy thì những cái phần này là em sẽ phải check thiết bị thôi tất cả những cái vị trí như thế này là mình phải check anh sẽ thử lọt lòng của đối tượng này xem nào 782 có vẻ hơi lấn cấn chỗ này nhỉ nhỉ đây này 782 Tức là cái khoang này em đang để như nào 800 <laughs> Đấy Chính cái chỗ này là bắt đầu gặp vấn đề này Nếu mà cong như này thì có thể em xịt nó xuống một tí Thì có thể là không sao Nhưng mà với những cái mà nó Khíp kìm khịp như này Mà ở trong nó Nó đang không đúng nhá? Trong tình huống này Đây ví dụ như này đây đo thì đây là có 782 tức là mất uh, mất đi 8 ly đúng không? Đấy là một nửa khoảng một nửa của ván thì trong cái phần này của em đột nhiên cái đối tượng này có thể không lắp được nhá, không lắp được hoặc không lắp được theo ý muốn. Thì những cái phần thiết bị này bắt buộc em phải check. Không có cách nào khác, bây giờ mình phải check. Nên trong một cái bài học thì bọn em nên xem tổng thể, sau đó thì bọn em mới làm. Yeah. Rồi, bây giờ ở đây thì anh thấy một cái nữa, Đấy là khi mà anh di chuyển này nó hơi bị giật lag Nó hơi bị chậm. Thì anh check ở trong style thì anh thấy là em vẫn đang để cái profile này. Cái này em tắt đi nhé Đấy, khi mà em tắt đi thì nó nó mịn hơn rất là nhiều, đấy chưa? Nó không bị trễ như lúc nãy Bây giờ anh bật lên cho em xem này. Đây. Trễ không? Tắt nó đi nhá. Thì bây giờ cập nhật các cái phần này của em sẽ phải cập nhật lại. Ví dụ như anh tắt đi như này sau đó thì các cái đường nét của em thấy là nó mịn hơn rất là nhiều và mình update nhá từ từ cái phần này thì bắt đầu nó mới nó mới ngon lành được các cái phần này của em như cũng thế đây này đều gặp vấn đề như thế bây giờ anh cứ bây giờ anh sẽ update lại đâu ừ đấy bung file rồi khi mà cái bản vẽ của mình nó cái bản vẽ của mình nó nó hơi nặng mà mình thao tác nhanh quá thì nó hay gặp tình huống đấy nhá thì cẩn thận hơn thôi có thể là nó làm mất thời gian của em khi mà em thao tác mình cứ phải mở đi mở lại hoặc là trong quá trình mà mình làm ấy mình sửa rồi mình sửa rồi sau đó thì vô tình nó bị bung file thì khi mà bị bung file là gần như cái phần sửa đấy của mình nó đâu có được lưu lại đâu mình chưa can cho nét gì mà đúng không đây ví dụ như trong tình huống này anh tắt này. Đấy, thôi thì chấp nhận là mình sẽ thao tác nó chậm đi một tí. Đây mình chọn. Mình chọn sang sau đó mình tắt. Sau đó thì mình cập nhật. Đúng không? Update này. Đấy, cho nó chạy xong đi. Sau đó thì mình mới chuyển sang cái tab mới. Đây cái này của em cũng thế, khi mà để cái phần này không nhìn thấy luôn nhỉ. Yeah. Cái này thì sẽ phải xử lý ở bên bên kia tức là em sẽ có thể phải phân phân tách ra ở đây thì không nhìn thấy luôn này không nhìn thấy phần này không nhìn thấy như này thì rất là khó để có thể đo được nhé khó lắm nó dài cái tủ bếp này đấy là bị bung rồi hơi khó chịu nhỉ rồi thôi cứ giới cứ <laughs> cứ làm phần tổng thể đã nhé rất là nhiều bạn cũng đang đợi để chữa bài tập thôi để anh chữa tổng thể đã đây tắt cái này đi chưa thao tác nó cái này rồi này cái này rồi này các phần thiết bị em phải check này bây giờ anh sẽ lột ra vào bên trong để mình check đây góc dao nào góc dao này của em thì cái tủ bên này có vẻ ổn nhưng mà xem nào cái này nó lại tỏi ra ngoài như này uhm, như thế này thì vô tình em sẽ phải thi công hai lần liền bây giờ nhé em hình dung là mình sẽ thi công là mình sẽ phải tách hai cái thằng tủ này ra đúng không thằng tủ đấy <laughs> Tốt nhất là trong quá trình mà em dựng em quản lý thì em cũng để như thế luôn đây này. Mình sẽ để hai đơn nguyên này riêng ra. Tức là bây giờ cái phần tủ bên này cái tần phần tủ bây giờ update lại đi. Đây, cái phần tủ của bên này nhá thì mình đã tách tách riêng mà mình sẽ đóng riêng đúng không sau đó đi lên công trình mình sẽ ghép lại cho nên là hai thằng này nó không nên được liên quan với nhau kiểu như thế này tức là nó có cái phần này với nhau đúng không thằng này nó sẽ phải liền với cái tủ bên này và có thể em sẽ phải tách đôi đôi cái đối tượng này ra để mình sẽ lắp riêng đấy để cho nó không bị chám vào nhau kiểu như thế này thấy chưa ở trong này ở trong thì chỗ này có thể sẽ phải trao đổi thêm với xưởng để tính bây giờ anh đang thấy đây là có hai ván liền như này thì quá phí đúng không? ở dưới này nếu mà không có dây không có dây của cái khăn cái cái này thì mình có thể mình sẽ tính lại cái ván này tính lại cái ván này thì mình sẽ phải trừ nữa đi để mình không cần phải cắt cả một tấm như này Được chưa không thì em sẽ phải tính bỏ cái ván về bên này đi dùng cái này làm hồi luôn để mình đẩy xa tôi sẽ phải xử lý một chút ở các khu vực này nhá có thể đẩy cái đối tượng này lên chẳng hạn Đấy, để cho nó cái đoạn này nhưng mà chỗ này của em nó vẫn lân cân lắm nó nếu mà em để cái khoang như này thì nó <laughs> hơi khó chịu hơi khó chịu thật thà cứ để cái cánh này đẩy hẳn ra không để cái cánh này để khoảng hở ở đây còn hơn Đấy, để như này thì nó cũng nhìn bề ngoài thì nó cũng được nhưng mà nó đang bị tốn mất một cái ván này nhá tính toán thêm một cái khu vực đấy rồi cái chỗ này thì anh nghĩ là đoạn này không cần chứ nhỉ tại sao nó lại lấn sang cả bên này nhỉ cái này riêng cái tấm này này cái tấm này thì đã có cái hồi này dày cộp rồi còn gì mình đâu cần cái tấm này làm gì nữa đâu đúng không thế thôi nó có cái hồi này rồi chẳng qua là nó mình muốn thêm cái phần này để cái phần hậu nó nó yếu nó không đỡ được thì mình phải rằng thêm cái khu vực này Thành ra là cái chỗ này của mình mình không cần luôn. Nhá. Chỗ này nó sẽ rằng vào bên này đúng không? Đấy giờ chọn cái kiểu hiển thị này. Chọn cái kiểu hiển thị này là anh không thể nào bắt được. Đây. Được chưa? Như thế này. Thế thì cái đoạn này của nó sẽ thành một một hệ nhé của cái phần bên này. Rồi sang bên này thì nó sẽ thành một cái phần bên kia. Được chưa? Thế thì hai thằng này em hỏi xem xưởng người ta có thể xử lý được như thế nào. Tất nhiên là nếu mà mình muốn thì mình ở trong này nó đẹp. Đúng không? Thì cái tấm này khả năng là không cần mà mình sẽ đẩy đối tượng này thành hồi luôn. Đấy thì nó sẽ hở một cái khoang một cái đoạn ở đây. Thì khi lắp là vào nó vẫn về cơ bản thì nó vẫn ổn thôi, chả ai nhìn thấy. Em phủ cái cái phần phào ở đây phủ lên trên này. Che nó đi hoặc là cố tình đẩy cái phần này ra thì nó vẫn ổn chưa các cái phần chia tách này thì anh thấy là em đã biết cách làm rồi sau này thì về thực tế thì vẫn phải trao đổi với xưởng nhá ví dụ như thế này khi mình làm việc ấy thi công một vài cái là em sẽ có kinh nghiệm về cái vấn đề này để mình làm nó tốt hơn rồi bây giờ đấy là tủ dưới nhá các cái vị trí khác thì anh không thấy có vấn đề gì thử xem nào các cái phần tủ trên nào tủ trên thì em có cái mặt đứng bỏ cánh đúng không đây không update một cái nào em có mà đứng bỏ cánh lột cánh ra này có cái chỗ này thật ra em chia thì nó chả sai nhưng mà khi mà sử dụng ấy thì anh nghĩ là mình không cần cái tấm này đẩy ngang băng ngang luôn cái phần này để cho nó là một khối khoang rộng còn nếu mà em muốn chia tầng thì có thể chia hai hoặc chia ba đấy là tùy vào cái phần để thiết bị của mình Nhá. Chứ còn cái tấm này thì nó chỉ mang tính chất ngăn che thôi. Chứ còn có vẻ như là nó đang cản trở những cái phần để khác. Trừ khi em có ý thiết kế cái khu vực này thành những cái khoang khác nhau để mình để đồ. Tức là mình cố tình ngăn chia nó ra. Thì anh thấy ổn. Các khu vực này thì... Uh, chỗ này thì nó sẽ tùy vào cái việc mà em làm. Mình cứ đẩy lên đây đi cho nó đẹp. Nhá. Còn lại thì sẽ tùy vào cái cái phần thoát mùi của mình nó như thế nào. Đấy. Rồi các khu vực này, ở trên này thì uh, chia tủ như này à? Chia tủ như thế này. Chia tủ như này thì em uh, hơi bị làm khó, tức là bây giờ em chia cái khoang này như này. Cả cái tủ bên này nó dính liền sang bên này. Hơi bị khó nhé. Thà em để thẳng ở đây thì còn hơn. Cái khoang tủ chỗ này. Chỗ này thì chắc sẽ phải tính lại. Như này. Cái khoang chỗ này. Vẫn làm được thôi. Nhưng mà cái tủ này đột nhiên trở thành rất là to này. Giống như cái tủ dưới. À, với những cái tủ trên ấy. Cái tủ dưới này thì em bê em đặt xuống là xong. Nhưng mà với cái tủ trên thì lại là khác. Nó càng to thì nó càng nặng. Nó nặng thì cái việc thi công nó khó tức là thợ người ta phải bê cái tủ này lên mà sau đó thì người ta mới lắp đúng không thứ hai là trong quá trình sử dụng ấy, nó nặng thì mình để thêm đồ lên nữa thì cái khả năng chống chịu của nó qua thời gian nó sẽ kém hơn đúng không ví dụ càng lâu thì cái việc mình giữ một cái đồ nặng nó sẽ càng khó cho nên là mình sẽ cố tình mình chia nó ra có thể ở cái quãng này của em thậm chí là mình còn chia cái góc phần tư này em để riêng và cái tủ bên này em để riêng ra Đấy, thì tức là tách đôi cái tủ này ra nữa cái khác cái khoang bên này thì về cơ bản cũng ok cái tủ này dài dã man luôn nhỉ tủ này dài thật này tha hồ mà dùng rồi đấy thì là một số cái nhận xét về cái phần phần vẽ của em nhá bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về cái phần thể hiện này cái phần thể hiện ờ sao cái đoạn này của anh nó lại như này nhỉ hmm. Cái này là của em Ẩn nó đi nhé. Sau đó update đúng không? Đấy. Mặt cắt tủ dưới. Cái này khó nhìn quá. Cái này chắc em phải quay ngang nó ra thì nó mới hợp lý. Chứ còn nhìn như này với cái màn hình ngang như này khó chịu thật. Đúng không? Cái này nhìn nó không rõ luôn. Mà lại còn bật cái này lên nữa. Nó càng khó nhìn hơn. Ở đây anh không nhìn thấy luôn Bây giờ anh sẽ thử Cóp nó sang Ui ở đờ này Nó bị lag Ô sao nó lại thành như này ta đây phần này thì ngon đây hồi lại rồi đâu xem nào bây giờ nhìn đi lên mặt to vào đây thì cũng không có mặt bằng cơ đây này mà đứng bỏ cánh xong là mặt cắt tủ trên mặt cắt tủ dưới các cái phần view không có mặt bằng luôn view 3 Bây giờ xem cái phần thể hiện của em bên kia nào Không có mặt bằng Tức là trong tình huống này của anh ấy thì anh kiểu gì anh cũng phải có một cái mặt bằng rồi Ví dụ như là anh sẽ Nhìn từ trên top xuống này Xoay cái chiều này nhỉ Xoay cái chiều này nhỉ, xoay cái chiều kia nhỉ Xem nào Kỳ lạ nhỉ Cái mặt top này nó lại quay như này khó chịu nhỉ. Cái file này nó lại quay ngang như này nhỉ, hơi khó chịu nhỉ. Cái này thì chắc là sau này em sẽ phải tính. Tức là khi mình biên tập thì mình sẽ phải tính nó xoay theo một hướng khác. Đúng không? Nó xoay theo một hướng khác thì nó ok hơn. Đây nha anh thế tử mở một cái file mới xem nó ra cái kiểu gì. Chứ anh nhìn cái này là anh hơi bị khó chịu. Này, nó xoay theo cái hướng này. Thực tế thì em hình như là em xoay nó cũng có vấn đề gì chứ. Nó xoay theo hướng này mới đúng yeah. chứ. <laughs> Nhỉ? thử thử can chôn c nhá để anh cho sang một cái mới nhá cái này nói hơi bị giải đúng không rồi đây ví dụ như đây là cái file mà anh anh sẽ quay cả cái bếp của em quay ngang ra để em hình dung là khi mà mình dùng một cái màn hình nó nó theo chiều dài ấy thế này nó sẽ theo cái hướng này này đúng không thì uh... thì mình để theo cái phần kia nó sẽ xuôi hơn nhé nó xoay ngang ra mình nhìn cái phải bản vẽ của mình nó to chứ còn nếu mà để theo hướng kia ấy, thì em sang layout em vẫn xoay được nhưng mà cái việc mà mình căn chỉnh ở bên model nó sẽ không được đẹp lắm đây anh sẽ cho lại vào đây sau đó anh sẽ dùng cái công cụ này anh quay nhé đây. Đấy, nó sẽ quay ra như này chưa bây giờ thử top này đấy chuyển này chưa? Đấy, bây giờ view này nhìn nó sướng hơn không? Đấy, bây giờ tạo một cái screen mới. Đấy, trong tình huống này bắt đầu anh có thể tạo ra được các mặt cắt này. Click này, cộng một cái này. Vứt tạm nó xuống đây đã. Đấy, chưa? Chọn luôn cái skin một này. Cái này anh sẽ chọn thành nâu để nó không bị dịch chuyển mất cái view của anh. Đấy, nó được giữ nguyên nhá. Rồi bây giờ mình sẽ căn chỉnh này. Đẩy nó lên ở cái tầm này. Đây, đẩy lên tầm này. Qua cái mặt bếp nhá, bấm lại này thì nó chuyển ra đây đúng không? Bây giờ mình sẽ tắt cái này đi này. Sau đó thì mình sẽ hiệu chỉnh một tí. Ví dụ như cái style này mình sẽ check xem là nó đã ngon lành chưa. Đây. Ok rồi đúng không? Như thế này. và mình cập nhật lại Curic đấy thì bây giờ cái phần này của em à mình phải update cả cái phần kia nữa. update là đấy thì nó sẽ như thế này đây là mặt bằng nhá đấy thì bây giờ cái tủ lạnh của em này này nhìn như thế này thì nó lại không ổn đúng không thì trong tình huống này ấy, với cái tủ lạnh này thì anh sẽ ẩn nó đi sau đó thì anh sẽ dùng cái cách thức để anh vẽ ở trên cái nền của của cái layout ấy tức là mình sẽ mô tả thôi, đấy, cái này bỏ qua, Rồi những cái này của em nữa. cái này nếu mà em muốn thể hiện mở như thế này thì em sẽ phải em sẽ phải làm hai loại cánh, hai cánh, đúng không? một view thì nó đóng trên mà đứng mà một view thì nó mở. Đấy, cái này thì coi như là là chữa rất là kỹ cho em luôn rồi đấy. đấy, thì ví dụ như này, anh có một cái đối tượng như này nhá, đây là mặt bằng này, xong mặt bằng thì bắt đầu là Đến các mặt cắt đúng không Hoặc là mặt đứng thế tùy em Ví dụ như trong tình huống này Mình muốn uh, Mình thể hiện mặt đứng Đấy Mình thể hiện mặt đứng Thì bắt đầu là mình sẽ Đẩy các cái phần này lên Bây giờ cái view nhìn của mình Nó sẽ khác đi Đấy Ví dụ như anh nhìn như thế này Thông thường thì anh sẽ để nó thấp Xuống một tí Vừa thấp vừa ngửa Đây Với view 3D Thì mình để cái góc bên này Nó thẳng Thì nó sẽ thích hơn yeah, Ví dụ như view 3D của anh Nó ở cái tầm như thế này đấy và mình tạo view mới này thấy chưa đây là view 3D nhá 2D này thằng này vẫn chưa được ẩn nào update hai này cái này thì uh, tất nhiên là mình sẽ ẩn cái animation này đi vào setting tắt thẳng thằng này đi khi mà em chuyển ấy, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều ui rồi lại bung file cái file này của em nó có vẻ hơi bị nặng cái này nó có cái gì đấy nó nặng mấy như là mấy cái model này nó nặng khi mà mình thao tác nhanh hầu mình chuyển ấy thì nó gặp vấn đề nó cứ bung file thôi đấy bây giờ đang nói dở là phải đi cóp lại <laughs> Đấy, để em hình dung như thế nhé Mình từ một cái file uh, Mặt bằng Sau đó thì mình sẽ phát triển thành cái file kia Hoặc là từ một cái file mặt đứng Mình phát triển thành những cái file còn lại à, Ở đây thì nếu mà nhìn các cái góc như này với, uh, với dạng file này Thì em để này để em thể hiện Là ngon lành rồi Đấy, mình biên tập bên này Thì cách thức thì em làm được rồi Đúng không? Bây giờ nói lại thì nó chả khác gì Cái phần hướng dẫn kia cả Bây giờ anh sẽ xem cái phần layout nhé đây layout này lợi cũng có xem qua rồi nhưng mà nó chưa đã nhỉ yeah. nó lại liên quan đến cái model mà em thực hiện cái bố cục này của em nó chưa ổn nếu mà làm A4 ấy thì em làm như này được tức là mình A4 thì cái kích thước khổ giấy nó nhỏ thì mình sẽ tách từng cái ra như này nhưng mà nếu mà làm với khổ A3 mà em để như thế này thì những cái phần này của em nó rất là khó đây này. Tức là mình khó hình dung lắm. Khi mình làm ấy mình phải mình sẽ để cả mặt đứng và ví dụ như tủ dưới này nó sẽ có mặt đứng luôn. Ở đây thì đây, em không có mặt đứng luôn ấy. Đúng không? Đây là những cái mặt cắt không có mặt đứng luôn. Những cái này anh sẽ gửi cho em những cái phần view Xem nào có nên gửi không Gửi những cái phần view mà các bạn làm ấy Nó Đâu rồi có copy ra đây được không Vừa mới bấm nhầm nút rồi. Mình sẽ phải gồm nhá Bản vẽ của mình sẽ có mặt bằng này Mặt bằng đấy thì nó sẽ thể hiện công năng Cho nó copy ra đây đã Đâu rồi đây. Mặt bằng nó sẽ thể hiện công năng Cái này lại bắt buộc phải nói kỹ rồi Video thành ra lại rất là dài Dài thì nó mất thời gian của em xem thôi Đây một cái tổng thể như này Lấy một cái view 3D đã nhé Lấy một cái view 3D để, để lưu lại đã Đây ở tầm như thế này Được chưa V anh hay đặt lệnh tắt cho nó nhanh hơn sau đó thì mình lưu lại lưu lại thì xem nào để vào của em luôn không nhỉ để vào file của em luôn không thôi để tạo ra màn hình nhé trùng tên đây ví dụ như từng cái phần này anh sẽ bắt đầu là mà đứng trước đi đây mà đứng thì bây giờ mình chọn ở trên này Đấy, sau đó thì mình chuyển Mình chuyển cái kiểu nhìn Đấy, trong tình huống như này Tất nhiên là với mặt đứng này thì em cứ chọn đi đã Em chọn cái hướng hướng nhìn nó như thế này đã Sau đó thì tí nữa em mới tạo mặt cắt bên này Để nhìn nó dễ hơn Tức là nó sẽ không bị che khuất Mà mình vẫn nhìn, mình có thể dùng một mặt cắt để mình làm được luôn Đúng không? Thì ví dụ như view này là view 2 Sau khi mà em tạo anh tạo view 2 xong thì anh mới Dùng Curric để anh tạo ra một cái mặt cắt như thế này Đấy, ok này. Đoạn này thì nâu no này. Yes. Rồi. Đấy, trong từ cái phần này nhá, anh mới đẩy nó vào. Anh mới đẩy nó vào để anh chọn vào một vị trí mặt cắt đơn giản. Được chưa? Lấy lại view 2 này. Lại phải đi sửa cái animation này. Đúng không? Tắt nó đi. Đấy, ẩn thằng này đi. Cập nhật lại curic và update thôi cứ thao tác chậm đỡ ao thấy chưa từng phần như thế này sau đó thì đến mặt đứng tiếp theo chuyển về 3D trước này đấy bị lag này rõ ràng là cái model của em em có một cái model nào đó ở trong này nó bị lỗi nó làm lag hình luôn nó không kịp cập nhật đấy. này nó làm lag hình luôn đấy cái này không biết là cái nào cái này phải check lại thôi. nhất là những cái giỏ này Tại vì nó có thể nó làm một cái nào đó nó gây ra cái lỗi của em thôi. Đấy, nó nó hay bị ao như thế. Đây bây giờ nhìn hướng nhìn khác, quay về 3D nhá để mình nhìn nhá. Bây giờ hướng này có rồi này, hướng này. Hướng này thì không phải. Đây nó là hướng này đúng không? Chuyển về góc thẳng, sau đó từ cái phần này mình sẽ tạo một cái screen mới. Đây. Và bắt đầu là mình mới bật click lên. Đấy thì các bước của em nó sẽ như thế. nhé các bước của em thì nó sẽ kiểu như vậy Đấy chưa lần lượt mình sẽ làm từng cái phần này mình cứ tại các vị trí mặt cắt mà em dùng cho em dùng cho cái phần bên kia ấy, thì mình cắt qua vị trí mặt cắt đơn giản thôi Đây, ví dụ như này mặt cắt đơn giản này nó không thể hiện được nhiều này còn sau này các mặt cắt mà em cắt thêm để mình làm mặt cắt thì mình sẽ cắt qua các vị trí ngăn kéo các vị trí đặc biệt Nhá chậu rửa các thứ cái này em phải thể hiện rõ hơn ngày chưa bây giờ view 3 này tắt cái này đi này cập nhật lại curic cool này và update đấy thì từng phần một em sẽ làm như thế cho toàn bộ mình sẽ gồm có các mặt đứng các mặt bằng mặt đứng của em đây thằng này cũng lag luôn đây 3D này các mặt đứng đúng không tất cả các mặt đứng sau đó đến các mà đứng bỏ cánh nếu mà em muốn mà đứng bỏ cánh của em thì ví dụ như ở đây anh anh sẽ chuyển cái thằng này này thành cái view như này đấy sau đó thì anh sẽ bắt đầu ẩn cánh ẩn cánh thì em phải quản lý cái tác này tốt bây giờ trong này anh sẽ phải có riêng một cái phần cánh thì em em mới ẩn cánh được ẩn cánh nhanh được còn không như thế này thì rất là vất vả anh phải đi chọn từng cái này để anh ẩn Mặt cánh đây đúng không À đây có mặt cánh đây rồi Đấy Ẩn thì nó sẽ ra như thế này Và tất nhiên là Mình sẽ tạo một cái View mới Đấy Sau khi em ẩn xong thì em tạo một cái view mới như này Để em nhìn vào trong Lúc này là những cái mặt đứng này ấy, Của em nó sẽ mang tính chất là mình thể hiện thôi Như thế này Đấy, cái thằng này thì không được Cái thằng này mình phải kéo cái mặt cắt này vào bên trong kia Không thể sử dụng ở trong tình huống này được Đúng không? Mình sẽ tạo một cái mặt cắt riêng Đấy Ẩn cánh này Sau đó thì anh cứ tạo view trước nhá Nó sẽ tùy tình huống để mình làm nhé Chứ không phải là lúc nào nó cũng thế đâu Đấy bây giờ trong này anh sẽ tạo ra một cái mặt cắt nữa Tạm thời đặt vào vị trí này Ok Chọn no Đấy và mình sẽ hiệu chỉnh nó tức là trong tình huống này anh sẽ phải để nó sát vào đây Đấy. screen 5 này lúc này có thể là đẩy nó to lên một tí để nhìn nó rõ hơn được chưa rồi bây giờ đi cập nhật cập nhật này cập nhật thằng này đã tạo ra mặt cắt đúng không sau đó cập nhật thằng này để giữ lại view này đấy thì những cái phần của em sẽ làm như thế ở đây thì anh xem nào xem take lại check lại style xem là nó nó ổn chưa đấy thì nó ổn rồi nhưng mà những cái phần này của em này nó đang bị đậm quá rất có thể em sẽ phải ngắt nó đi bây giờ cái mặt cánh này của em cũng đang bị mở Đúng wow. không? đấy thì lần lượt từng phần như thế sau đó tạo mặt cắt của em cũng tạo như thế thì nó mới trở thành bố cục của bản vẽ bây giờ nói một chút về bố cục của bản vẽ nhé cái này em chắc em sẽ phải làm một lần nữa đây bố cục bản vẽ này thì uh, nó không ổn một tí nào luôn đấy bây giờ cái cách thức em làm nó sẽ như thế này đây mình tạo ra một cái phần mới này em sẽ có những cái phần như này nha trước tiên cái của em nó là 3D đâu bây giờ anh sẽ chọn thằng này để anh diễn tả nhé à, diễn tả cho em đây trước tiên là một cái phần view 3d cái thứ hai đấy là một cái phần mặt bằng mặt bằng nhá cái mặt bằng mà lúc đầu lúc anh làm trước ấy sau đó nó bị ao mất đấy đấy mặt bằng đây nó sẽ thể hiện công năng đấy sau là đấy, em làm mặt bằng này trước cũng được không sao cả tiếp theo đến là bắt đầu các cái phần mặt đứng mặt đứng của em thì sẽ có này mặt đứng như thế này đúng không nó sẽ dài thậm chí là nó dài hẳn ra bên này. Nếu mà được thì mình sẽ bố cục bằng cách là mình sẽ làm một cái phần này mình có một cái mặt cắt ở đây là đẹp nhất. Nhưng mà trong trường hợp này của em có thể là cái mặt cái mặt đứng của em nó dài thì mình không để được. Thì bắt buộc như này. Ở dưới này nó sẽ là mặt cắt tủ dưới nhá. Dưới này là mặt cắt tủ dưới. Đấy. Tiếp theo của thằng nữa nó sẽ tiếp tục là mặt đứng của em là như thế này đúng không? Mặt đứng này thì sao nhỉ? Nó bé thì lúc này em sẽ cho anh thêm mặt cắt vào đây hai mặt cắt kiểu gì nó cũng sẽ vừa hai mặt cắt của em trong trường hợp mà vừa một cái thì em dùng một cái được chưa nó sẽ xịt vào nhau ấy đấy bên này bắt đầu là mặt bằng của cái phần tù dưới đấy được chưa đấy và chỗ các cái vị trí này nó sẽ là những cái phần chi tiết nhá nó sẽ là cái phần chi tiết này chi tiết thì mình chích đúng không chích cái đường tròn đúng không ấy chích từ trên này xuống. Tương tự như thế, ví dụ như ở cái quãng này của em, em có cái mặt đứng rồi, à đây, đến đây rồi. Các mặt đứng xong thì bắt đầu đến các phần đường mặt đứng bỏ cánh. À, bấm nhầm. Mặt đứng bỏ cánh tức là bây giờ mình em sẽ có này, một cái mặt đứng dài ngoẵng ra. Đúng không? Có mặt đứng bỏ cánh hướng nhìn một. Lúc này là bắt đầu là những cái phần ghi chú này. Đúng không? những cái phần ghi chú ghi chú lên cái này thì là view 3D nhá như cái phần bên kia mình làm đấy tiếp tục đến là mặt đứng bỏ cánh của một cái view nhỏ nữa đúng không một cái view nhỏ nữa thì trong tình huống này mình làm đấy ở đây thì từ một cái view nhỏ này thì một là em làm toàn ra cũng được thứ hai là em thêm một số cái mặt cắt kiểu gì em phải có bốn cái mặt cắt không thể nào khác được đâu đấy, hoặc là những cái view nhỏ này em có thể tận dụng Thôi thì làm mặt cắt nó sẽ hay hơn Lúc này bố cục của thằng này nó có thể như thế này Em vẫn còn phải có thêm một cái nữa Đây là cái mặt Cắt tủ trên để Có hai hướng Đây mặt cắt tủ trên đây Đấy, Thế lúc này quay lại thằng này một tí Chỗ này của em nhé Chỗ này của em nó đang là Mặt đứng bỏ cánh đúng không Lúc này đẩy nó lên Đẩy nó lên cao một tí Dưới này mình sẽ bố cục thêm là Mặt cắt của tủ trên của cái hướng nhìn này nhé mặt cắt tủ trên nhưng mà của cái hướng nhìn này ở dưới này là thế mặt cắt tủ trên nhưng mà là của cái hướng nhìn còn lại thấy chưa đấy thì cái bố cục của em từ đầu này view 3D này mặt bằng công năng này chỗ này là mặt đứng mà đứng nhìn thẳng nhá và mặt cắt tủ dưới của cái mặt đứng này đấy, thằng này tương tự như thế thêm hai mặt cắt ở đây đây chỗ này là mặt đứng bỏ cánh và mặt cắt tủ trên của cái mặt đứng này. Thằng này tương tự như thế mà đứng bỏ cánh và mặt cắt tủ trên của cái mặt đứng này. Thêm các phần mặt cắt nữa. Đấy, ở chỗ này của em thì kiểu gì em cũng phải có thêm mặt cắt ở đây rồi. Hai mặt cắt. Nên nếu mà bố cục được thì nó giống như cái phần bên trên, được chưa? Và các chi tiết của cái mặt cắt này. Đấy. Đây là bố cục mình sẽ sử dụng. Nó sẽ tuần tự từ đầu đến cuối. Cái vị trí mặt cắt này của em ấy. Bây giờ quay lại chỗ này của em này. Em đang để nó to đùng như này đúng không? Cả luôn đây như này. Nhưng mà làm như thế này thì nó rất là khó để em có thể quản lý được. Khó lắm. Dim nó cũng khó luôn. Thế thì ví dụ như anh anh lấy một cái ví dụ trong cái tình huống này. Ở đây nhá. Cái mặt này của em. Em sẽ view kiểu như này. Anh copy xong đây đã để cái bài này nó ngon lành hẳn thì mình bắt buộc mình phải chữa kiểu như này thôi nó hơi mất thời gian đây bây giờ cái phần view này của em nó sẽ chỉ như này em có thể em lấy cái phần góc này đây đến lấy đến đoạn này đi tức là nó qua đến đoạn cái hồi này nhá đấy thì cái phần view của em hướng này nó sẽ như thế này được chưa nếu mà em bố cục tốt nữa ở bên model này này đây bố cục tốt ở bên model này từng cái screen một đặt nó ngon lành như thế này nhá thì cái việc mà anh lấy cái mặt đứng này nó dễ dàng vô cùng Vậy anh sẽ thử cho em xem Xin to layout của thằng này luôn Lưu lại trước nhá Đây Chọn đại một cái phần view để lấy Ví dụ như là anh sẽ lấy cái mặt đứng của cái hướng nhìn này Mặt cắt thì anh chưa có đúng không? Nhỉ yeah. Chọn ra mặt đứng đã Screen 1 À screen 1 là 3D nó là đâu? Không nhớ. Cái này em thấy chưa? Em đặt tên thì nó sẽ ổn hơn. Chứ bây giờ anh không nhớ. Thấy chưa? Đây là cái view này. Đây. Thì mình gửi sang đây xong thì mình lấy mình can chôn C mình vứt nó qua bên này. Để em hình dung thôi nhá. Từng cái một, nếu mà mình làm các cái phần mặt cắt này ngon lành như nó dễ cực kỳ luôn. Bây giờ anh tạm thời anh xóa này đi để em hiểu đoạn này đã. Nói nốt chỗ này đi. Đây bây giờ lấy tỷ lệ này. Khoảng 1.15. 1.15 này là cũng hơi to đấy. Cái này em có thể để để 1.12 thôi để còn cái khoảng để mình tức là 1.12 thì mình có cái khoảng ô oh, 1.12 là nó to hơn nữa chứ. 1.20. Nhỉ. Yeah. 1.20 rồi. 120 thì hơi bé một hai mươi hơi bé thôi anh cứ để một mười để cho nó dễ nhìn nữa nhé còn em có thể chắc phải để khoảng một mười tám một hai mươi thì hơi bé một mười thì đang hơi bị to bởi vì cái khung này của em dài quá cái bếp này nó hơi bị dài để lấy ví dụ cho, cho cái phần này cho nó xong đi đã dim của em như này được mỗi một lớp dim thôi bên cạnh ấy. thì nó hơi bị khó chịu đấy thì ví dụ anh có này anh sẽ tạo thêm một cái mặt cắt nữa đi cho cái phần bên này anh nhá anh sẽ lấy cái phần tổng thể sau đó anh nhìn top đúng không anh chuyển về dạng view này sau đó thì anh tạo một cái screen đấy tạo một cái screen 6 nhá và bắt đầu anh tạo mặt cắt này chọn đại vào đây trước ok chọn nâu no. ok rồi bây giờ sẽ hiệu chỉnh để mình cắt được cái mặt cắt bên dưới nói quá kỹ cho em một cái phần này luôn cắt hàn xuống dưới này đi cố tình qua cái vị trí ngăn kéo này rồi bấm lại tắt và cập nhật đấy cập nhật được thằng này những cái thiết bị này nhé như lúc trước anh nói là em nên ẩn nó đi này kể cả cái giá này thì nếu mà nhìn thì được thì được còn không những cái này ẩn nó đi để mình vẽ nó sau nhé update này có vùng file nữa không đây <laughs> lưu đấy nhé Nhớ là lưu nhé, không là nó cứ bung file là rất là dở đấy. Cập nhật lại. Rồi, đấy như thế này, thấy chưa? Screen 6 nhá. Lưu một lần nữa nào. Rồi, bây giờ chuyển sang bên layout này. Đâu rồi? Đây. Thì anh sẽ update lại đã. Sau khi update lại thì nó sẽ nhận cả các cái phần view mới, cái screen mới của em ấy. Đấy bây giờ mình copy này Rất là dễ để làm thao tác các cái phần này Đấy file nặng thì nó sẽ kiểu như thế này Cứ copy nó xuống đấy nha Rồi bây giờ mình sẽ chọn clean Là cái phần 6 Thì em sẽ được cái mặt cắt đúng không Thấy chưa Mà nó thẳng tắp luôn Nó đẹp luôn Và mình sẽ kéo nó xuống Đấy đây chính là cái view của em. Bên này thì nếu mà em chỉ muốn thể hiện cái này ở đây thì mình chỉ cắt cho người ta nhìn thấy là cái đoạn giao này tôi đang xử lý như thế nào thôi. đấy. còn đối các cái đối tượng này mình phải bố cục lại để cho nó ngon lành. thấy chưa? đấy. trong tình huống này nếu mà em muốn có cái viền nữa thì em bật cái trong lên. sau đó thì em chọn vào đây. này nó có viền chưa? đấy. một này. đấy. ngon lành chưa? đấy thì từ những cái thằng này bắt đầu mình mới thể hiện bản vẽ như thế này em nhìn này bây giờ nhá nhìn mà đứng một cái nhìn xuống một cái dưới này là mình thấy còn cái cái còn cái tủ lạnh này, này mình đâu cần phải đúng của cái phần này đâu mình đã tính toán rồi mà mình vẽ thì mình sẽ vẽ như này đây mình sẽ vẽ một cái tủ lạnh như này vào đây cánh này cánh này Cố gắng vẽ nó đều nhau thôi Đây Thấy chưa? Giống tủ lạnh chưa? Rồi bây giờ những cái này thì mình chỉnh này Chỉnh này Để cho nó mảnh đi Thậm chí là các cái phần fill này mình kéo mờ nó nữa Làm sao để em nhìn thấy nó thôi Đấy lúc in ra nó không cần vấn đề gì Đấy nhìn thế này Kể cả những cái giá này cũng thế nhá Mình có thể làm với cách như thế Để mình thể hiện trên cái bản vẽ này cho người ta hiểu Còn lại những cái phần kia là mình dim nó vào Được chưa? Đấy là cách thức mình làm nhé Cái này em thể hiện lại bản vẽ cho anh một lần nữa Theo đúng những cái mà anh hướng dẫn ở đây Từng phần từng phần một để cho nó ngon lành Ok